Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về công cụ Text ở trong Photoshop. Thì công cụ Text thì gồm có 4 công cụ tất cả. Công cụ nhập Text theo chiều ngang, công cụ nhập Text theo chiều đứng và hai công cụ tương tự nhưng mà là tạo ra cái vùng chọn hình Text thôi chứ không phải là Text. Thông thường thì khi làm việc chúng ta sẽ chọn công cụ đầu tiên, công cụ nhập Text theo chiều ngang. Sau khi mà chúng ta chọn công cụ thì chúng ta sẽ thiết lập một số các tham số trước, ví dụ như là phông chữ này. Rồi sau khi chọn phông rồi thì chúng ta sẽ chọn kiểu cho nó thông thường này, hay là bold này, hay là nghiêng gì đó ở cái trường tiếp theo đó. Tất nhiên là cái này thì còn tùy vào từng loại phông, có những phông thì nó chỉ có một kiểu duy nhất, nhưng cũng có những phông thì rất nhiều kiểu khác nhau. Đấy. Thế còn tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái size để chúng ta có thể là thiết lập các cái kích thước, cái cỡ, kích cỡ cho phông. Các bạn có thể là sổ danh sách ra để chọn một cái kiểu, chọn một tham số nào đó cho sẵn ở trong này, hoặc có thể là nhấp bút vào đây bôi đen và nhập tham số, hoặc cũng có thể đặt trực tiếp cái trỏ chuột lên cái biểu tượng chữ T này, sau đó nhấp và kéo chuột sang phải hoặc sang trái để tăng hay giảm cái kích thước của nó. Sau đó thì chúng ta có thể là chọn một trong các kiểu gióng hàng, gióng lề trái, gióng giữa hay là gióng phải, và cuối cùng là chúng ta chọn kiểu màu cho nó. Mặc định thì thường là nó để sẵn cho chúng ta màu đen, nhưng mà nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể bấm vào đây và thiết lập một cái màu khác. Sau khi thiết lập màu xong thì chúng ta mới bắt đầu nhập text vào trong Photoshop. Tuy nhiên đến lúc này thì chúng ta lại phải quyết định là chúng ta nhập cái kiểu nào, kiểu văn bản POI text hay là paragraph. POI thì nó sẽ là những văn bản ngắn thôi, ít chữ thôi, và nó có đặc điểm là nó không tự động xuống dòng. Thường thì cái này là dành cho những cái tiêu đề lớn ở trong cái bản thiết kế. Thế còn paragraph là dành cho những cái kiểu chữ mà phải giải thích nhiều, mang nhiều nội dung. Và thường thường là chữ này thì nó sẽ thành nhiều hàng, nhiều cột, và nó sẽ nằm trong khung theo cái kiểu là hết cái diện tích chiều ngang của khung chứa thì nó sẽ xuống dòng. Thế thì POI text thì chúng ta sẽ chỉ nhấp chuột một cái thôi là xong. Sau khi mà chúng ta nhấp chuột thì nó sẽ có một cái dấu nháy nhấp nháy ở trên màn hình như thế này để cho chúng ta bắt đầu là nhập văn bản vào. Và đây là cái kiểu chúng ta gọi là POI text. Để nhập thì chỉ cần là kích chuột một cái thôi và sau đó thì nhập văn bản. Thế còn kiểu thứ hai là chúng ta sẽ chọn công cụ, sau đó thì nhấp chuột và chúng ta kéo để tạo ra một cái hộp chứa. Sau khi có hộp chứa thì chúng ta cũng nhập văn bản vào. Đấy, ví dụ như thế. Và trong cái lúc nhập thì chúng ta cũng thấy để ý thấy là nó có cái điểm khác nhau lập tức. Lúc mà chúng ta đang nhập văn bản dạng POI text thì thứ nhất là không thấy có hộp, thứ hai là dưới chân của văn bản nó sẽ có một cái đường kẻ mà chúng ta gọi là đường baseline, đường căn bản. Thế còn đối với POI text thì như vậy, còn paragraph thì các bạn thấy là nó có cái hộp chứa ở xung quanh và đồng thời là dưới chân chữ nó không có cái đường kẻ như vậy. Nếu như mà chúng ta thoát ra ngoài thì sẽ không có cái gì phân biệt giữa mà POI text và paragraph cả, tại vì là nó không có những cái khung giống như là ở trong Corel. Corel thì chúng ta thường thì sẽ thấy cái khung, cái hộp của cái văn bản paragraph. Tất nhiên Corel chúng ta cũng có thể tắt đi, nhưng mà ở đây thì nó không có khung cái gì hết, chúng ta chỉ nhận diện thông qua một cái vấn đề là thường thì POI text thì nó ít thôi, nó ít văn bản thôi. Đấy. Và nó cũng ít khi mà xuống thành văn bản 2-3 dòng, thường là 1 cho đến 2 dòng thôi. Đấy, POI text thì nó như thế. Còn paragraph thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều dòng.
Thế thì cái điểm khác biệt giữa cái paragraph và point thì nó nằm ở cái chỗ như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ mà chỉnh sửa text, chúng ta nhập vào cái văn bản nào thì chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa nó theo cái kiểu là hiệu chỉnh văn bản, giống như chúng ta làm trong Word, có nghĩa là bôi đen để hiệu chỉnh theo kiểu Word. Thế còn nếu như mà chúng ta làm việc bằng cách là không bôi đen như thế này thì nó có thể là hiện ra cái hộp và chúng ta có thể co kéo cái hộp này bằng cái trỏ chuột, và khi cái hộp này nó thay đổi diện tích đến đâu, thay đổi độ ngang đến đâu thì nó sẽ dồn cái văn bản ở trên đó theo cái kiểu là rút lên dòng trên nếu như chúng ta nới rộng cái độ rộng của hộp. Thế còn nếu mà chúng ta thu hẹp cái khoảng cách hộp thì cái văn bản nó sẽ được đuổi xuống các dòng dưới. Trong trường hợp nếu mà chúng ta thu lại đến mức độ mà nó không chứa nổi cái văn bản này nữa thì các bạn phải để ý một chút ở cái góc dưới bên phải của cái hộp. Bình thường khi nào mà chữ của chúng ta mà nó đầy đủ hết cả thì tất cả các cái tay nắm điều khiển của cái hộp này nó đều có cái hình dạng là hình vuông màu trắng. Nhưng một khi mà nó thiếu thì nó sẽ có một cái điểm điều khiển dưới cùng góc bên phải, nó sẽ có một cái dấu thập ở trong đó chứ nó không còn là hình trắng nữa. Kiểu nhắc nhở này thì hơi yếu một tí so với lại các cái chương trình khác. Thường thì các chương trình khác thì nó sẽ có một cái dấu đỏ để mà phân biệt. Thằng này thì hơi yếu, cho nên là nếu mà chúng ta có rỗi chúng ta cũng phải để ý một chút, nếu không là có thể rất dễ là chúng ta sẽ sơ sót, chúng ta bỏ qua cái tình trạng là chữ mà nó bị mất cái một số chữ nào đấy. Thế thì giữa hai cái văn bản như thế này thì chúng ta cũng phân biệt nó bằng cái cách là nhiệm vụ thôi. Tức là mỗi một cái dạng chữ như thế này thì nó đóng một cái vai trò, một nhiệm vụ khác nhau. Thường thường là văn bản point text thì thường nó sẽ là văn bản chính, nó là các tiêu đề lớn ở trong cái thiết kế. Thế còn cái para này thì nó dành cho những cái thứ mà nó phải giải thích nhiều, nội dung rất nhiều thì người ta mới dùng đến para. Thế còn cái đặc biệt là khi mà chúng ta làm việc với lại cái văn bản thì bất kể nó là paragraph hoặc là artist hay là point text thì điểm cơ bản nhất là thằng văn bản này nó không làm việc với vùng chọn luôn. Đấy. Miễn nhiễm luôn với vùng chọn. Tôi chọn một cái vùng chọn, tôi vẽ vào một chữ như thế này. Sau đó thì tôi làm việc với nó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những cái vùng chọn này là sẽ không giải quyết được cái gì cả. Đấy. Ví dụ như là tôi đặt vùng chọn, tôi nhấn delete xóa, không ăn thua, đúng không? Nó không xóa cho tôi một nửa chữ ở bên dưới này. Đấy, hay là tôi muốn tô vào nó thì chúng ta vào trong menu edit, lệnh phim thì cũng bị mờ luôn, không có khả thi luôn. Trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là có vùng chọn hay không có vùng chọn thì cũng không ăn thua gì với nó cả. Tức là trong trường hợp mà chúng ta bỏ chọn này vào lệnh phim này thì cũng thế, tức là nó không khả dụng, nó không làm việc theo cách thông thường là dùng lệnh phim đó. Thế còn ví dụ như là chúng ta vẫn có thể là tô tóc một chút, các lệnh tô tóc thì chúng ta biết rồi, đó là Alt Delete và Control Delete để chúng ta tô màu tiền cảnh hoặc cảnh. Tuy rằng là cái lệnh phim này là bị mờ nhưng ít nhất là chúng ta vẫn có thể là xài tóc hai cái lệnh này. Ví dụ như tôi chọn màu xanh, nhấn Alt Delete, tôi vẫn có thể tô ngầm được mặc dù là lệnh phim là không có nhé. Đấy, hoặc là bây giờ Control Delete lại tô màu đỏ vào thì nó vẫn nhận. Nhưng nếu mà chúng ta chọn cái vùng chọn đập vào đây để tô theo kiểu gọi là một nửa đỏ nửa xanh có được không, Alt Delete tô vào đây không nhận lệnh luôn. Tức là riêng với text là nó tuyệt đối nó không làm việc với vùng chọn. Tại vùng chọn là cái công cách làm việc của pixel. Đấy. Còn thằng này thì nó không phải pixel, nó ưu tiên cái thuộc tính về chữ nhiều hơn, do đó thì cách tô chúng ta không thể làm như thế này được.
thế nếu mà không không tô được theo cái lệnh tô thì ok, tô một màu được rồi đó, tô tiền cảnh cũng được, tô hậu cảnh cũng được, tô một màu thì ok, trong mọi trường hợp thì chúng ta vẫn đều tô được cả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cần phải hiệu chỉnh theo kiểu tô chuyển, nếu như chúng ta muốn, hoặc là tô pattern gì đó, thì trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Tất nhiên chúng ta cũng có thể là làm theo hai cách, một là chúng ta sử dụng cái layer style, hai là chúng ta sẽ sử dụng theo kiểu của lá bọc nếu mà chúng ta muốn đó. Layer style thì chắc là đơn giản hơn, chúng ta vào layer, trong layer style thì có ba cái lệnh có thể giúp chúng ta tô đây, đó là color outline, đó là gradient outline, đó là pattern outline. Color outline thì chắc là không cần thiết, tại vì là nó cũng vẫn tô theo kiểu một màu thôi. Khi mà chúng ta chọn color outline thì nó cho phép chúng ta chọn một màu nào đó. Đó, sau đó thì nó sẽ gần như là bọc ra ngoài, bọc thêm vào cái này. Thế nhưng mà nếu mà chỉ một màu thôi thì tôi chẳng cần đến cái lệnh này, hoàn toàn là chúng ta vẫn có thể là tốt được đối với text, tại vì là một màu chúng ta vẫn tô được đó. Thế còn tô theo kiểu màu chuyển thì đây, layer style, lúc này chúng ta sẽ chọn gradient outline. Hộp thoại mở ra, các bạn có thể sổ danh sách này, chọn lấy một kiểu nào đó, sau khi chọn xong nhấp ok xác nhận là chọn, và chúng ta nhấp thêm một lần nữa để xác nhận là gì đấy sử dụng. Lúc này thì nó sẽ tạo ra một cái effect đính kèm, và nếu như chúng ta tắt effect này đi thì nó lại giảm về cái chế độ màu gốc ban đầu đã tô. Thế còn pattern thì cũng tương tự, đây layer style, chọn pattern outline, chọn một kiểu mẫu pattern, sau đó thì nhấp ok thì chúng ta sẽ đưa được pattern vào. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không nhìn thấy pattern, lý do bởi vì trước đó chúng ta đã làm một cái gradient outline rồi, và theo thứ tự thì cái gradient outline này nó nằm trên so với cái pattern outline làm sau đó, cho nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy, hoặc là chúng ta tắt cái biểu tượng này đi, hoặc là chúng ta phải kéo thả nó vứt vào trong thùng rác thì lúc đấy chúng ta mới có thể nhìn thấy cái pattern này nó hiện ra. Lưu ý một chút về cái pattern, khi mà chúng ta làm ở trong cái lệnh layer style này thì chúng ta có một cái trường phía dưới này là nó sẽ giúp cho chúng ta là hiệu chỉnh để thay thế cái tỷ lệ cái mẫu pattern mà chúng ta đang dùng đấy. Các bạn muốn thì các bạn có thể kéo con trượt để tăng kích thước hoặc là giảm kích thước của cái pattern mà chúng ta đưa vào, do đó thì chúng ta có thể là cho nó hiển thị các cái mẫu pattern vào đây, nó cũng sẽ khác biệt đi một chút. Thế còn cách thứ hai mà chúng ta làm thì không phải là làm bằng layer style, thì trong trường hợp này mình có thể xử lý bằng cách như sau. Các bạn có thể làm cho tôi một cái layer phía trên đó. Thế còn layer phía trên này các bạn tô thoải mái theo cái cách thông thường cũ của mình, tô bằng bất cứ cái gì mà các bạn muốn đó. Hoặc là các bạn có thể là chọn tô chuyển đó, tô vào lớp phía trên. Sau khi tô lớp phía trên thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ bọc lớp trên vào thì nó sẽ nằm bọc luôn vào cái văn bản của chúng ta. Đấy, tô button cũng được, tô bằng gradient cũng được, tùy vào yêu cầu mà chúng ta có thể là xài cái cách này. Tuy nhiên cách này thì nó không chính thống cho lắm, thế nhưng mà nó vẫn có thể là dùng khá là tốt ở trong cái trường hợp mà chúng ta muốn đưa một màu mè thì nó vào. Chỉ có điều là phải nhắc kỹ với các bạn là trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng các cái kiểu màu tô chuyển cũng như là tô pattern hay là tô chất liệu hoa văn gì đó vào trong cái văn bản, thì cuối cùng mình cũng phải lưu ý nhiệm vụ chính của văn bản thì nó vẫn là đọc, cho nên là tô gì thì tô cũng phải để ý xem là nó có dễ đọc hay không. Đấy, chứ còn hoa hay hoa sói vào màu mè tứ tung vào sau đó thì nó lại trở nên khó đọc thì không nên làm. Đấy, và về mặt nguyên tắc, những cái thứ lằng nhằng đó thì chỉ nên dùng trong trường hợp là văn bản dạng FOIL thôi, tại vì văn bản FOIL thì nó ít chữ, cho nên là cái khả năng đọc biết cái thứ nó cũng dễ hơn là với một cái văn bản dạng paragraph, văn bản nó nhiều chữ, nó nhỏ vân vân,
thì cực kỳ hạn chế, hay là nói chính xác hơn là không nên xài cái văn bản paragraph mà lại tô phức tạp mà đấy. Mặc dù hoàn toàn làm được, hai cái hoàn toàn làm được tất cả các format tô như thế. Thế và về mặt thuộc tính thì paragraph thì nó là xuống dòng theo cái độ rộng độ hẹp của cái văn bản. Thế còn cái thằng này thì không, khi nào chúng ta enter thì mới xuống. Thế đôi lúc thì chúng ta có thể là cần chuyển qua chuyển lại giữa hai dòng, giữa hai loại để mà tận dụng cái khả năng đặc biệt của từng loại một. Thì muốn chuyển qua chuyển lại giữa hai dạng thì chúng ta có thể chọn cái văn bản mà chúng ta muốn convert. Sau đó thì các bạn vào menu type. Trong menu type nó sẽ cho phép các bạn là chuyển qua chuyển lại giữa hai loại. Đó là dạng convert đây, lệnh đây. Convert to paragraph text hoặc là convert to point text, tùy vào vấn đề là chúng ta đang chọn cái văn bản như thế nào. Do nó chỉ có hai loại thôi, cho nên đang ở loại này thì nó sẽ tự động nhận diện là cho phép convert sang loại kia. Ví dụ như là tôi chọn convert to paragraph chẳng hạn. Sau khi tôi chọn xong thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta nhấp vào cái loại này thì trước đấy nó vốn là point thì bây giờ nó đã trở thành para và nó có gồm văn bản bên ngoài. Tương tự như vậy, nếu như chúng ta chọn cái văn bản dạng para mà chúng ta vào menu type chọn lệnh convert thì lúc này nó cũng sẽ nhận diện là đây là para rồi, cho nên nó nhận diện cái lệnh là convert to point text. Tuy nhiên là cái paragraph hay point text thì nó có một cái đặc điểm như thế này. Nếu trong trường hợp mà một cái văn bản của chúng ta mà nó không đủ chỗ thì như thế nào? Bây giờ đây là point đó, bây giờ tôi undo lại một lần để giả nó lại dạng para nhé. Rồi, nếu paragraph mà nó thiếu chỗ thì sao? Nó có cho phép chúng ta convert không? Đây, bắt đầu chúng ta để ý cái dấu ở góc dưới bên phải này. Nó đã thông báo là bị thiếu chỗ rồi. Mà văn bản như thế này mà chúng ta ra lệnh là convert thì nó sẽ có sự nhắc nhở. Đấy, bởi vì là cái lệnh này nếu mà xong convert thì nó sẽ bị thiếu. Đó. Thì có chấp nhận là thiếu hay không? Nếu mà chấp nhận thì nó sẽ cho phép chúng ta convert sang. Nhưng lúc convert sang thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chủ động xóa đi luôn tất cả những cái chữ mà nó đang bị ẩn dấu. Nó chấp nhận là mất thì nó mới convert, còn nếu không thì nó đã có cảnh báo luôn chúng ta là không đủ chỗ rồi. Thế cái text này của chúng ta thì như chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái biểu tượng của nó thì nó khá khác với lại các cái layer khác, đó là có dấu chữ T. Thế còn nếu như mà trong trường hợp chúng ta muốn một cái văn bản mà lại hoạt động như là một cái vùng trọn để chúng ta có thể thực hiện được những cái lệnh, những cái thao tác quen thuộc đối với điểm ảnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể là sẽ hoặc là chúng ta giữ control đúng không ạ, chúng ta click vào trong cái biểu tượng chữ T để cho nó tải cái vùng trọn lên. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một layer mới và chúng ta chuyển sang layer văn bản, chuyển sang layer điểm ảnh để chúng ta có thể thao tác. Ví dụ như là tôi làm việc với lớp background chẳng hạn, tôi có thể ra lệnh tô một cái. Rồi, sau đó thì chúng ta có thể là nhắc cái thằng này ra. Sau khi mà chúng ta nhắc cái thằng này ra, nhắc thằng phía trên ra. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở dưới này nó đã tô vào đây, tô vào cái layer bên dưới. Thế còn nếu không thì chúng ta cũng có thể là đây, lại tiếp tục click tạo một layer mới rồi tô vẽ cái gì thì tô vẽ. Thì lúc này nó có vùng chọn và nó có một cái layer mới thì chúng ta muốn làm gì ta làm. Lúc này thì nó chỉ có hình chữ thôi chứ nó không phải là chữ nữa. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không muốn là có cái văn bản rồi chúng ta lại làm việc với kiểu điểm ảnh và nó thừa một cái layer văn bản thì chúng ta lại cần phải chọn kiểu này, tức là sử dụng công cụ click vào đây
thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà tôi click chuột vào đây thì nó sẽ có một cái biến đổi khá là lớn, là nó sẽ phủ một cái lớp mặt nạ mỏng màu đỏ như thế này. Sau đó thì chúng ta nhập văn bản vào đây. Thế lúc này nó là văn bản hay nó là vòng tròn? Thì đây nó là văn bản. Trong cái lúc như thế này thì nó hoàn toàn là văn bản. Tại sao tôi lại nói là nó là văn bản? Tại vì tôi hoàn toàn có thể là gì đấy, bách như thế này, tôi xóa đi, giống như tôi xóa chữ, đúng không? Tôi có thể là bôi đen một đoạn, tôi chuyển một cái phông khác. Tôi có thể tăng giảm size như là tôi đang làm việc với lại văn bản. Như vậy thì cái lúc mà chúng ta đang thấy như này thì nó hoàn toàn là dạng văn bản. Đấy. Nhưng mà chỉ cần tôi thoát ra khỏi công cụ văn bản đang dùng thì thôi, nó sẽ hiển thị cho tôi như là một cái vùng chọn. Lúc này thì nó không còn dính dáng gì đến văn bản nữa. Và đây là cái cách mà người ta sẽ sử dụng trong trường hợp mà người ta chỉ cần hình chữ thôi chứ người ta không cần chữ thật. Đấy, thay vì phải đánh chữ xong rồi lại tải cái chữ đó ra thành vùng chọn, thì cái cách thức này là cách thức tiết kiệm thời gian hơn, nó không phát sinh ra cái này rác. Thế còn vấn đề hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái nội dung thì như thế nào? Đây, bây giờ chúng ta cùng xem cái cách thức hiệu chỉnh nội dung. Thì văn bản thì nó vẫn là văn bản thôi, do đó thì chúng ta hiệu chỉnh nó, chúng ta sẽ làm như sau. Đây, nhập văn bản và hiệu chỉnh. Thế thì để hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ phải gọi cái panel liên quan ra. Panel liên quan thì chúng ta sẽ vào trong Windows tìm tới character. Thì chúng ta sẽ gọi cái bảng character ra. Trong này nó cung cấp cho chúng ta cái khả năng là hiệu chỉnh gồm có mấy thứ như sau: phông này, kiểu này, đó, rồi size này, cái này thì liên quan tới cái tăng giảm dòng, khoảng cách dòng. Đây, nếu như văn bản chúng ta nó để thành hai dòng thì chúng ta cũng lưu ý là cái cách thức mà hiệu chỉnh nó sẽ hiệu chỉnh ở trong cái trường này. Leading thường thường thì nó sẽ để sẵn cho chúng ta là chế độ auto, tức là cái size giờ là bao nhiêu, phông gì thì nó kiểu gì thì nó sẽ có cái chế độ luôn, tự động luôn, auto luôn. Thế còn nếu mà chúng ta không muốn như thế thì chúng ta có thể là sử dụng những cái tham số khác lớn hơn hay bé hơn. Và trong trường hợp như thế này thì cái dòng của chúng ta nó sẽ giãn rồi đấy ạ, rộng hơn hoặc là hẹp hơn đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể là đặt chuột vào đây đấy, kéo trực tiếp ngay trên cái chữ này để chúng ta tăng hay giảm. Đương nhiên về mặt nguyên tắc chữ thì vẫn là chữ, nhưng mà nó bị ảnh hưởng bởi môi trường đấy. Nó bị ảnh hưởng bởi môi trường, tại vì môi trường của chúng ta là môi trường pixel, cho nên mọi thứ hiển thị trong này nó bị ảnh hưởng bởi pixel đấy. Ở đây thì chúng ta có mấy cái lưu ý như sau này. Ở đây nếu mà chúng ta để 5 thì đây nó sẽ hiển thị một cách thô luôn như thế này đấy, có nghĩa là nó nằm chiếm ở trên pixel nào thì nó sẽ răng cưa theo đúng kiểu pixel đó. Thằng nào thẳng thì thôi, ok. Nhưng mà thằng nào cong hoặc là chéo thì thằng ấy nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái chế độ pixel, và lúc này thì nó sẽ bị răng cưa. Thế thì để khử cái này thì Photoshop cung cấp khá là nhiều loại, ví dụ như là Sharp này, Script này,
strong này hoặc là smooth. Đấy, tất cả này nó cũng tương tự như là cái chế độ bù điểm ảnh ở trong cái công cụ này này. Đó, Elliptic chúng ta có cái tùy chọn anti-alias, thì cái thằng này nó cũng tương tự, tức là nhà nó sẽ tự động nó hiển thị cái tô bù vào những cái điểm răng cưa để nó khử bớt cái hiệu ứng này đi. Hả? Mờ là mờ thế nào? Thế thì muốn mà chữ nét thì không, đừng làm ở trên Photoshop. Shop thì kiểu gì nó cũng sẽ bị chữ nó không nét được bằng như là vector. Không, thực ra Photoshop nó vẫn đủ tốt để làm tất cả mọi việc. Vấn đề là mình phải xác nhận là làm ở trong cái môi trường này thì nó sẽ không sắc nét bằng thôi. Chứ còn đi in thì chuẩn, vẫn chuẩn. Chỉ có điều là nếu mà in thì độ phân giải nó sẽ phải là 300 chứ nó không phải là 72. 72 chứ là chỉ để xem trên màn hình thôi. Đương nhiên thằng text thì vector nó vẫn tốt hơn chứ. Nó sắc nét hơn. Nhưng hoàn toàn chúng ta vẫn có thể giải quyết theo một cái hướng như thế này. Tức là các bạn làm một cái thao tác như thế này cũng được. Hãy tạo một cái văn bản ở bên này nhé, ở bên Illustrator nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dán sang bên kia và nhận định nó như là một cái không phải ảnh, nhận nó như là một smart object. Đây, chúng ta sẽ làm theo kiểu như thế này. Đây văn bản cái này nhá. Đó. Thì đây sẽ là văn bản dạng vector hoàn toàn. Đúng không nào? Bây giờ tôi mới copy nó. Đó, copy nó. Sau khi copy xong thì tôi mới sang bên này tôi dán nó vào. Ctrl V dán vào. Nó sẽ hỏi là chúng ta sẽ nhập nó theo cái dạng như thế nào. Chúng ta có mấy dạng này: Sharp Layer này, Path này, Pixel này, Smart Object này. Đấy nhá, thử xem nhá. Pixel thì là đơn giản nhất, thì nó sẽ là điểm ảnh thôi, đúng không? Sharp Layer nhá, xem nó ra cho chúng ta cái gì. Đây, nó sẽ là Sharp Layer. Mở cái này ra. Đây, biểu tượng Sharp Layer nhá. Sharp Layer thì các bạn biết rồi, cái khả năng mà co duỗi của nó rất là tốt, đúng không nào? Tôi có thể cho nó bé lại như thế này, hoặc là cho nó sắc, cho nó to nữa. Đó, thì nó cũng vẫn là tốt, không có vấn đề gì cả. Thế còn dạng thứ hai này, đây, bây giờ chọn Smart Object này. Chậm thế nhỉ? Đấy. Rồi. À, khi mà nhập vào là Smart Object thì nó cũng sẽ đưa luôn cái kích thước gốc là bao nhiêu, to nhỏ bao nhiêu. Thích thì có thể là kéo to thu nhỏ ngay từ đầu, rồi lùi mới Enter, xác nhận. Còn nếu không Enter luôn thì coi như là văn bản gốc mà chúng ta dán sang nó to bao nhiêu thì nó sẽ to bấy nhiêu. Thế nhưng mà Smart Object thì rõ ràng là nó rất là ổn trong cái việc là co duỗi, cho nên chúng ta co duỗi sau cũng được, không có vấn đề gì hết. Có sửa được. Thế bây giờ nếu mà làm Smart Object ấy, thì nó đang có một vấn đề là nó sẽ lưu giữ vào trong cái thư viện. Nó sẽ lưu giữ vào trong thư viện ở trên mạng ấy, để nó vẫn còn giữ được cái mối liên hệ với lại tài liệu gốc. Đấy, và sau đấy thì chúng ta sửa thì nó sẽ mở thằng Illustrator ra cho chúng ta sửa bên đó. Không thể sửa trực tiếp không?
nó biết nguồn từ đâu ra, cho nên là nó sẽ mở nguồn, mở cái file nguồn ra cho phép chỉnh ở đấy. Dùng cái cóc kiểu nào thì smart object thì nó sẽ mở ở đấy. Nếu mà kiểu pack thì là nó đã là pixel thì nó cần gì phải đi đâu nữa, nó chỉnh ngay trong construct đi. Nó đang phải kết nối với lại thư viện. Mà cái mạng thì cáp quang bây giờ đang có vấn đề mà. Mà cái này thì là nó còn phụ thuộc vào server là server nào. Server này là server nước ngoài, cho nên nó kết nối sẽ lâu. Hơn server trong nước thì chắc là nhanh thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà đây là đang liên kết với server đó thì chắc là nó lâu. Cái này thì phải chờ thôi, kiên nhẫn chờ thôi. Thì nếu mà em vẽ các hình khác đi, ai nó chuyển sang số thì được. Được, hoàn toàn được. Cũng tương tự như là bất cứ cái gì. Nói tóm lại hai thằng này là anh em họ hàng với nhau, cho nên là bạn thích mở chương trình này không copy để sang chương trình khác. Hả? Em không nghĩ là có thể là căn được anh copy sang số vậy. Nhận chưa? Nó mở lẫn của nhau được mà. Nó vẽ trên AI còn nét nhiều. Đúng rồi. Mình làm việc trên AI, những cái gì mà cần sắc nét, cần phải co duỗi nhiều thì hoàn toàn có thể làm bên AI xong rồi dán sang bên Photoshop như là một smart object thôi. Thì nếu mà từ shop sang AI. Shop được, shop sang AI cũng được. Thì chất lượng nó như thế nào? Ảnh nhé. Ảnh thì nó có lệnh place để mở đấy thôi, cần gì phải dán tiếp làm cái gì nữa. Chỉ có cái thằng này là riêng về text thì nó hơi đặc biệt một tí. Tại vì nếu như mà mình mà open ấy, open thì hoàn toàn có thể open được nhá. Open thì hoàn toàn mình có thể open một cái văn bản dạng text ở bên Illustrator sang bên Photoshop được. Nhưng mà khi open như thế thì nó sẽ mở ra như là một cái điểm ảnh thôi. Đấy. Muốn mà vẫn còn sửa chữa được nội dung thì mình phải buộc là chơi cái võ này, tức là đưa nó vào như là một cái smart object. Đấy. Lúc ấy thì không open nữa, hoặc là không thì phải sử dụng lệnh place để place vào. Đấy, cứ khi nào nó là smart object thì lúc ấy thì mình có thể là mở nguồn ra, truy nguồn ra để mình sửa được. Trời. Lâu đáng sợ luôn nhỉ. Được rồi, đấy. Thế bây giờ mình xem thử nhé. Bây giờ trong trường hợp như thế này, bây giờ tôi hiệu chỉnh nhé. Đây, nhập bút này. After editing the content, choose the file set to commit the chain. The chain will be the... OK, nào, lưu thử nhé. Tại vì chắc là nó còn đang lủng củng ở cái đoạn này đấy. Nó đang lủng củng ở cái đoạn đang lưu vào trong kia để nó nhận diện đấy mà. Bây giờ lưu tạm ra desktop nha. Rồi, bây giờ nhá. Đã lưu rồi nhá, xem nó hiệu chỉnh như thế nào. Đấy. Bây giờ nó mở, thấy chưa? Nhấp thì nó mở cái thằng này ra. Bây giờ đổi màu nhá. Tím nhá. Đóng nhá. Lưu nhá. Còn nhớ cái bài smart object chưa? Đây là một dạng link, đây là place link, đây tương đương với place link, và khi một cái đối tượng được
sửa ở nguồn thì cái này nó sẽ thể là chấp nhận cái lệnh sửa, hoặc là nếu như không thì chúng ta cũng hiểu nó theo một nghĩa nó giống như là cái edit content đó. Thế nhưng mà edit ở đây thì trong trường hợp này là nó biết được là cái nguồn mà tạo ra cái này là nó nằm ở đâu, cho nên nó sẽ mở cái nguồn chính, nguồn gốc ra. Đấy. Không xếp thì bên shop không có hết gì. Đấy. Lưu. Và đây, kết quả. Đấy. Và những cái văn bản dạng nhưng như này. Nhưng mà hai bên khác nhau nhỉ? Hử? Nhưng mà bên AI đang xem theo cây, xong rồi bên này là để ADB thì nó màu hết như nào? Hai bên là hai bên màu khác nhau, màu thì nó sẽ phải theo màu của thằng chính này, nhập ra tùy tục mà. Sợ phải mà làm kiểu sợ hai hệ màu hai chương trình hai hệ màu khác nhau thì là khó sử dụng sửa màu lại. Không, cái vấn đề là nó sẽ theo chương trình chính. Còn nhớ cái khái niệm bên AI không ạ? Bên AI thì khi mà tôi đang làm việc ở trong một cái ảnh CMYK, trong một cái tài liệu CMYK mà tôi place một cái ảnh vào, thì tùy vấn đề là tôi place link hay là không link, đúng không ạ? Nếu mà tôi đưa một cái ảnh vào mà ảnh đang là RGB thì place vào nó vẫn là ảnh RGB, mặc dù nó đang được place vào một cái tài liệu CMYK, nhưng một khi embed vào một cái thì lập tức là nó tự động nó được convert sang thành CMYK ngay. Đấy. Giống như là hôm trước tôi có nói là cái kiểu là nó giống như là cái gì nhỉ? Nó giống như là cái bảo người yêu với lại lúc cưới về làm vợ rồi đấy. Lúc người yêu thì ok, có sẽ có một số thói quen cô cứ việc là như là hành xử bình thường đi, tại vì lúc đấy là chưa phải là người trong nhà, nhưng một khi mà cưới về làm vợ thì lúc đấy lại bắt đầu lại sống theo quy tắc của nhà chồng thì nó lại khác, đúng không? Thì khi mà link nó là link thôi thì nó vẫn còn liên quan tới cái gốc cũ của nó, thì nó vẫn cứ là RGB thôi. Chỉ còn đến lúc embed vào, nhúng hẳn vào cái là lập tức là nó tự động convert sang thành CMYK rồi. Thì thằng này cũng thế thôi. Quan trọng là tài liệu gốc này. Đấy, tài liệu gốc đó là cái gì? Đấy, tài liệu gốc nó đang là RGB thì convert vào nó cũng sẽ hành xử như RGB. Đấy. Nhưng mà cái chuyện đấy thì lo làm gì? Tại vì nếu một khi mà em đã nói rằng là để đi in ấy, thì cái này nó cũng sẽ mặc định nó sẽ là CMYK rồi, tại sao lại phải lo chuyện đấy nhỉ? Làm công ty họ phải sẵn không, đã phải sẵn, một khi nó đã ra để im thì nó mặc định nó sẽ là CMYK rồi, tại sao lại phải lăn tăn nữa? Có chuyển qua chuyển lại, chẳng qua nó chuyển qua chuyển lại giữa hai cái nền vector và bitmap, còn hai thằng để mà im thì luôn luôn nó đã mặc định là CMYK rồi, tại sao lại phải lăn tăn chuyện này nữa? Rồi đấy, thế thì văn bản thì chúng ta sẽ có thêm một cách nữa, đúng không? Thay vì đánh văn bản trực tiếp ở trong Photoshop thì có thể đánh văn bản ở bên Illustrator xong rồi vứt sang bên này. Đấy, để tận dụng cái gì? Để tận dụng một cái là cái hiệu quả của cái sự sắc nét của Illustrator. Đấy. Thì mình nhập nó sang như là một cái văn bản theo dạng Smart Object, và lúc nào cần thì mình có thể là gọi cái Illustrator ra, mình chỉnh sửa tiếp ở bên đấy. Không cần phải đóng gói. Photoshop thì nó không có cái khái niệm đóng gói. Tại vì sao? Cái văn bản ở đây nhá, các bạn cần phải lưu ý kỹ như thế này này, là cái các chương trình vector như là Photoshop,
hay là Illustrator hoặc là chương trình dàn trang như InDesign hoặc Quack, luôn luôn phải lưu ý rất là nhiều về cái đoạn phông viết các thứ. Thế nhưng mà Photoshop thì không, về mặt nguyên tắc nó là ảnh, mà ảnh thì không cần quan tâm đến phông làm gì, kể cả trong trường hợp nó là file PSD, là có lưu giữ cái thông tin về văn bản, nó nằm thành một cái layer riêng. Thế nhưng mà cái chuyện đó thì nó báo thì có báo không? Nếu mà mở một file Photoshop ra mà dùng một cái phông mà bên máy kia không có, nó có báo là thiếu phông không? Có báo đấy. Nhưng mà nó có bị lỗi không? Không lỗi, nó vẫn hiển thị chuẩn mặc dù nó báo là thiếu phông, nhưng mà tuyệt đối không được sửa. Sửa một cái là đòn ngay đấy. Không sửa thì nó vẫn giữ được tất cả mọi thứ giống như là cái bài gốc. Nhưng một khi sửa một cái thì là an toàn ngay. Giờ em muốn lưu file à? Lưu file thì Photoshop và anh muốn gửi đi thì là cách sửa nội dung thì là... Thì phải gửi phông cho, không có cách nào khác à? Nhưng mà có cần phải gửi cái file AI không? Gửi file AI không á? Cái file mà text. Không, tôi nghĩ là không. Tại vì thực ra thì cái file AI nó chẳng qua nó chỉ là cái một khi nó nhận là Smart Object ấy, thì mọi thông tin là nó cần thiết thì nó đã lưu ở trong cái gọi là Smart Object rồi. Chỉ có điều là bây giờ nó gọi cái nó gọi cái môi trường thích hợp ra để sửa thôi, chứ còn bản chất thông tin thì nó vẫn phải nằm ở trong Smart Object rồi, chứ nó không phải chạy đi đâu cả. Đấy. Bản chất của Smart Object là lưu giữ thông tin rồi mà. Đó. Nếu không thì tí tẹo nữa chúng ta sẽ test thử. Bây giờ tôi sẽ có một cái file nào đó, xong rồi tôi đưa cho các bạn. Xóa cái file AI. Làm gì có file AI nào? Em tưởng mẹ thì mở anh xếp cái unit của... Đây nha, đã được lưu đâu. Đã làm gì có cái file này đâu. File này vẫn còn chưa lưu cơ mà. Vẫn còn đang untitled thế này. Nó đã được lưu đâu mà đòi thì có với không có cái file này. Đây nhá, tab này không lưu nhá, được chưa? Làm gì còn file này đâu. Bây giờ sửa nhá, lại tiếp tục sửa nhá, nó lại tiếp tục mở ra. Đấy, trong khi cái file này đã bao giờ được lưu ở bên Illustrator đâu, chưa hề tồn tại cái file nào như thế này cả. Nó chỉ đơn giản là copy và dán thế thôi, còn tuyệt đối là chưa hề tồn tại cái file nào như thế này. Và đây, kể cả bây giờ tôi chọn một cái phức tạp hơn một tí nhá, ví dụ như là chọn một cái pattern đi. Thế còn thằng này có không? Thằng này làm gì có cái gì ở đây đâu? Không hề có bất cứ một cái file nào đã từng tồn tại như thế cả. Chưa bao giờ được lưu. Bây giờ có lục khắp cả cái máy này không tìm ra được một cái file nào có tên như thế này cả. Không, không hề có cái gì lưu. Lưu là lưu cái sự thay đổi để cập nhật sang bên kia. À, chứ còn cái file AI thì không hề có ấy. Thông báo, cái bản thông báo đấy là lưu để chuyển sang bên kia, phía này. Đúng rồi, tại vì làm gì có cái file AI nào vốn có như thế đâu. Sau này cũng chả cần nói.
Thế bây giờ nhá, bây giờ thử xem nhá. Bây giờ tôi thử gửi cho các bạn thử một cái nhá. Đâu nhỉ? Cái USB đây rồi. Chúng ta cứ test thử xem. Cái việc này nó cũng quan trọng đấy. Đúng đúng là sai là sai. Làm pause lại tạm thời đã nha. Ở đây một số thứ nó cũng tương tự như là ở trong iLoop Twitter. Ví dụ như là chúng ta làm một cái văn bản mà chúng ta hiệu chỉnh này nhá. Đây là sharp này, tạm thời tạm tên này, đây là background, không nói đây văn bản text đây nhá, văn bản text này thì có cái gì chỉnh sửa như là một văn bản nhá. Đây giãn hàng, giãn dòng, thế đây, đây là giãn gì đây nhỉ, giãn dòng trên dòng dưới nhá. Rồi đây là giãn khoảng cách giữa các ký tự nhá, bình thường nó sẽ để không này, giãn rộng ra này, thu hẹp lại này. Đấy, thì mình cũng có thể là giãn hoặc là co nhé, tăng cái kích thước chiều cao này, tăng kích thước chiều rộng này. Cái này thì mặc dù là có thể làm được, nhưng mà về mặt nguyên tắc thì hạn chế dùng cái này nhé, mà chỉ dùng cái giãn hàng, giãn khoảng cách thôi. Thế và đặc biệt nếu như trong trường hợp mà mình cần phải hiệu chỉnh một cái ký tự nọ với ký tự kia sát vào nhau hay là không ấy, thì đặt trò chộp vào đây nhé. Đấy cũng có cái tính năng cũng khá giống như là bên Illustrator đây. Thì cái này nó chỉ thu hoặc là gì đấy ạ, thu hoặc là đẩy giãn khoảng cách giữa hai ký tự thôi. Mình để trò chộp ở đâu thì nó sẽ giãn ở đấy. Đấy trong cái trường hợp này là rất là đặc biệt đây này. Thì mình sẽ hiệu chỉnh bằng cái này. Thế còn lại một số cái này thì khá là đơn giản rồi. Bôn hơn cả bôn này, rồi nghiêng hơn cả nghiêng này, rồi chữ hoa hết này, đó, rồi chữ hoa theo cái kiểu là gì đấy ạ, chữ to chữ nhỏ này, đấy, rồi số thì đấy, chỉ số trên này, chỉ số dưới này, ví dụ nó giống như là kiểu mét vuông hay là mét khối hay là H2O hay cái gì đấy, chỉ số của đấy, thì chúng ta sẽ phải đánh dấu này, chữ gạch chân này, chữ làm sao đây nhỉ, chữ gạch xuyên qua này, vân vân. Thì đấy là một vài cái mà chúng ta sẽ phải sử dụng cái hỗ trợ ở đây. Thế còn para thì nó cũng đơn giản thôi, nó có mấy kiểu này, tương tự như Illustrator, dòng trái này, dòng giữa này, dòng phải này, justify này, nhưng mà cái này thì chỉ có dùng được cho cái kiểu para thôi nhá. Cái giữa này, mấy cái này thì cho cả hai này, cả paragraph lẫn point text này, nhưng mấy cái bên này thì chỉ có thể dùng được cho văn bản paragraph thôi. Và paragraph thì các bạn mới có thể gióng theo cái kiểu gọi là thụt đầu dòng hay là thụt dòng đầu tiên, ký tự dòng đầu tiên bao nhiêu thì mới có thể là dùng được. Cái này thì chắc là tôi sẽ không phải nói quá nhiều, tại vì là nó cũng khá là giống với lại cái thằng Illustrator rồi. Thế nhưng mà cái có một vài vấn đề đấy, mặc dù khá giống cũng vẫn phải nhắc lại, đấy là cái văn bản có hỗ trợ tiếng Việt hay không, đúng không, chèn các ký tự đặc biệt như thế nào. Thì đây bây giờ tôi đang sử dụng một cái văn bản này, nó gọi là Miria Pro, đúng không? Miria Pro thì nó hỗ trợ tiếng Việt. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ tôi chọn và tôi chuyển chỉnh kiểu cho nó,
Đây, ví dụ thay vì là Miria Pro tôi dùng một cái phông khác đi. Đây thì các bạn thấy rằng là trong một vài trường hợp tôi chuyển một cái phông khác chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta thấy là nó bị rơi vào trường hợp là nó hiển thị thành các cái dấu gì đây nhỉ, dấu vuông vuông như thế này. Đấy, tất nhiên là nó có hai trường hợp nhé. Một là trường hợp là các bạn đã đánh sẵn rồi, đánh sẵn xong rồi các bạn chuyển thì nó sẽ bị trường hợp như thế. Thế còn trường hợp thứ hai là đây, bây giờ tôi copy cái văn bản này nhé, tôi copy cái kiểu chữ này, bây giờ tôi nhấp vào đây đấy và tôi bắt đầu đánh nhá. Đấy thì nó sẽ lại diễn ra theo một cái kiểu khác, tức là chữ mà đã đánh xong rồi mà convert từ kiểu hỗ trợ tiếng Việt sang không hỗ trợ tiếng Việt thì nó sẽ bị cái tình trạng là những cái ký tự đặc biệt có dấu có má thế này thì nó sẽ bị chuyển đổi sang thành cái dấu vuông thế này. Thế còn nếu như để sẵn nó ở cái trường hợp mà phông mà không hỗ trợ ấy thì cứ chỗ nào mà nó không gõ được tiếng Việt thì nó lại chuyển sang cái gì đấy ạ, một cái phông khác để hiển thị nội dung. Đấy, hoàn toàn là sẽ không có tình trạng lỗi này, nhập này, văn này, bản này. Ví dụ đây, lúc này thì nó sẽ bị chuyển sang thành cái gì đấy ạ, chuyển sang thành cái phông mà hỗ trợ. Đấy. Đấy. Thế thì trong cái trường hợp này thì mình sẽ gặp là thường thường là sẽ bị rơi vào trường hợp này nhiều hơn, tức là tôi phải gõ xong nội dung ra rồi sau đó tôi mới xem là cái phông này không phù hợp lắm, tôi muốn tìm một cái phông khác phù hợp hơn thì tôi bắt đầu chuyển, thì tất cả những ký tự bắt đầu nó bị thành hình vuông thế này. Thế thì bây giờ hiệu chỉnh này, đây, bôi đen này, xóa này. Đấy. Thì thường thường là chúng ta cũng sẽ thấy là nó cũng không đến mức độ gọi là các ký tự mà đã bị lỗi đâu, thường là bắt đầu dính đến dấu đấy, kể cả chữ ớ hay chữ á hay là chữ ơ, đấy là những cái chữ nó khá đặc biệt thì thường thường cũng vẫn sẽ nhập được, chỉ trừ trường hợp bắt đầu là dính sang đến dấu thanh. Đấy thì mình cũng sẽ gõ theo cái kiểu gọi là không có gì đây nhỉ, không có dấu như thế này. Đấy, nhưng mà đây chữ á này là không có này, chữ ớ bọn Tây vẫn có chữ ớ cho nên là chúng ta vẫn thấy được. Nhưng mà đây đến đây thì chúng ta thường là sẽ phải làm theo kiểu không giống thế này. Thế rồi đây, bây giờ mình sẽ làm việc theo cái kiểu gọi là bôi đen chữ nhá, vào trong menu type nhá, vào panel nhá, và bây giờ chúng ta sẽ tìm tới cái clip panel. Đấy, nó sẽ mở ra cái phông mà chúng ta hiện đang dùng, sau đó thì chúng ta phải tìm cái phông nào mà nó có cái dấu đó, dựng sẵn là có dấu đó. Đây, tốt nhất là lôi hẳn nó ra ngoài đi, như là một cái panel rồi trôi nổi này, mình mở rộng hết ra quan sát cho nó dễ, là những cái ký tự đặc biệt nó dựng sẵn là có cái dạng đấy hay không. A ngã thì có, A huyền có, ớ có, ê có, nhưng mà á là có vẻ không có rồi đây này. Đấy, những trường hợp như thế này thì chắc là chúng ta sẽ phải là chơi cái kiểu dấu rời thôi, lấy dấu rời ra và chúng ta ghép nó vào thôi. Trường hợp này thì đây sẽ phải lấy dấu rời này nhá. Đấy, nhưng như vậy là chúng ta phải làm ở ngoài đây, phải copy này, copy lấy một cái văn bản này. Đấy, sau đó thì chúng ta đặt ra ngoài, click dán vào, sau đó lại bôi đen, sau đó thì các bạn làm sao đây, nhấp đúp vào cái ký tự mà các bạn muốn thay thế đây, dấu này. Đấy, lấy dấu xong,
mới đặt tiếp nó vào. Đấy, cách làm là như thế, hơi thủ công một chút, nhưng mà đây là điều không tránh được. Một khi mà mình muốn dùng một cái phông nào đó mà nó không hỗ trợ tiếng Việt thì đành phải thế này thôi. Đấy, bảng này thì cái thằng này là A thôi nhá, đúng không? A rồi này, sau đó thì lại phải lấy cái dấu hỏi rồi. Đấy, lại bôi đen cái ký tự này, tìm cái dấu hỏi rồi. Đâu nhỉ? Chấm hỏi rồi, không có hỏi rồi. Đấy, những trường hợp như thế này thì buộc lòng phải thôi, lại phải lấy cái dấu chấm hỏi này rồi xử nó tiếp. Nhưng mà như thế đấy mới là cái lý do mà tại sao mà chúng ta lại cứ phải nói là sử dụng những cái phông đặc biệt thì chỉ có dùng cho cái trường hợp mà nó là cái tiêu đề thôi, là vì thế tiêu đề chữa ít đấy, thì phải sửa nó ít thôi, chứ còn para mà làm cái này thì chết luôn. Ở đây trong trường hợp như thế này thì cũng sẽ phải là lấy, nhưng mà trong trường hợp mà lấy như thế này thì có xài được không? Cũng không xài được, đúng không? Lại phải rasterize ra, biến nó thành ra là gì đây nhỉ? Đây, chuột phải này, rasterize này, để biến nó thành ra vùng điểm ảnh. Sau đó thì chúng ta mới xóa bỏ cái dấu chấm ở phía dưới này đi, đúng không? Xóa dấu chấm đi rồi, sau đó thì chúng ta mới đặt nó vào cái chỗ chúng ta cần, lại transform để cho nó nhỏ lại, cho nó đủ kích thước để chúng ta sử dụng. Thế nhưng mà cũng phải lưu ý thêm một tí kẹo với các bạn là gì ạ? Các bạn nếu mà muốn dùng cái tính năng mà chèn và thay thế này nhá, thì cũng phải dùng từ bản CC thì mới có cái menu này, cái type này, thì trong panel này các bạn mới tìm thấy cái clip này. Đấy, còn bản CS xuống dưới là sẽ không có cái này nhé. CS chưa được bổ sung tính năng này, phải là CC cơ. Đấy, thế còn có một vài cái mà chúng ta cũng cần lưu ý thêm là gì nhỉ? Chữ chuyển sang từ văn bản para sang văn bản thoi này, từ thoi sang kia này, thế bây giờ đến chiều, đúng không? Còn liên quan tới chiều tách thì chúng ta có hai chiều rồi, chiều văn bản nằm ngang, chiều văn bản dọc. Thì đây, nhập văn bản dọc thì chúng ta dùng cái này, thì chữ nó sẽ theo chiều từ trên xuống dưới đấy, và từ cột phải sang cột trái. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn chuyển thì đây, chúng ta có thể bấm vào đây luôn này nhá. Ở trên thanh option nó có một cái chỗ hỗ trợ để chúng ta chuyển chiều luôn.
cái bấm vào đây thì nó chuyển ngang sang dọc, dọc sang ngang. Đấy. Cho nên là nếu như mà không có gì đặc biệt cả thì các bạn chỉ cần là sử dụng cái công cụ là chống ngang thôi, đánh các nội dung mình cần. Đấy, sau đó thì các bạn bấm vào đây thì là nó chuyển dọc xuống cho mình được, cũng không cần phải dùng những cái công cụ phông dọc làm cái gì. Thế còn cái chữ và đường dẫn thì đây, thì lúc này là chúng ta phải dùng Path nhé. Đây, sử dụng công cụ Path này, Pen Tool này, vẽ ra Path này. Sau khi mà vẽ ra Path rồi thì chúng ta có thể là dán cái văn bản vào. Đây, Path. Rồi, sau khi có Path rồi thì chúng ta dùng Text đặt và click cho nó bám vào, và chúng ta nhập văn bản để chạy theo đường dẫn. Đấy, và sau khi mà cái văn bản này bám vào đường dẫn rồi thì sử dụng công cụ gì đấy ạ? Sử dụng công cụ Direct Selection. Đấy, bấm vào cái đường dẫn này, hiệu chỉnh đường dẫn thì chữ nó sẽ chạy theo. Đấy. Đường dẫn hở cũng được, đường dẫn kín cũng được, kiểu gì cũng xong. Và lúc này thì mình có thể hiệu chỉnh được cái văn bản theo cái kiểu gì đây nhỉ, kiểu của văn bản được không? Vẫn, tại vì văn bản thì vẫn là văn bản. Đấy, các bạn bôi đen, các bạn vẫn sửa được nội dung, các bạn vẫn thay được kiểu, các bạn vẫn sửa được chính tả. Đấy, thay được màu, tất cả mọi thứ, muốn làm cái gì cũng được. Thế và lúc mà hiệu chỉnh lại thì đây, là bấm chọn, nó hiện ra cái này. Thế và ở đây nó có mấy cái này, trỏ chuột chúng ta đặt ở đâu, chữ bắt đầu ở đấy. Nếu muốn kéo cái dòng chữ này ra đầu của đường dẫn thì ra bấm này, kéo này, đây này, bấm vào đầu nhá, đặt vào đầu này, đấy, kéo thì chúng ta dịch chuyển được này, đẩy lui lại này. Khi nào mà từ cái mũi tên trắng này, đây, đặt vào đầu mà thành dấu nháy mà có thêm cái mũi cái hình tam giác đen đen này, này thì bắt đầu nhấp và kéo được. Đấy, để chuyển này. Ở đuôi có không? Đây này, điểm đuôi đây này. Nếu mà tôi dồn lên đây thì nó sẽ dừng đuôi ở đây. Dồn nữa là nó sẽ thiếu chỗ. Đấy. Thế còn bấm vào khoảng giữa nhá. Đặt vào khoảng giữa này mà các bạn kéo thì là nó sẽ làm sao? Nó sẽ cho phép mình là dồn ngược lên. Đây là đang gì nhỉ? Chữ xuôi nhá. Đây, bấm vào đây, lật này. Đấy. Lật ngược này. Đấy, thì tôi có thể lật xuôi, lật ngược chiều chữ. Đây là lật trực quan, lật trực tiếp. Thế còn trong menu text này nó có hỗ trợ hay không? Report Path Conversion Orientation. Chữ làm việc ở trong Photoshop thì nó kém hơn so với lại Illustrator. Illustrator thì nó sẽ có một cái công cụ của có cái lệnh để mà chúng ta hiệu chỉnh cái chữ ở trên đường dẫn ấy. Photoshop thì nó không hỗ trợ cái này. Thế nhưng mà nó có mấy cái text thì có thể là convert qua lại giữa gì nhỉ? Giữa text này sang thành điểm ảnh này, sang thành sharp này, tạo ra warp path này, sang thành smart object này. Đấy, nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm mấy cái như thế. Đây, bây giờ chúng ta xem này. Đây nha, văn bản nha.
bây giờ tôi sẽ chọn văn bản này lần lượt thành các loại khác nhau nha. Chuyển văn bản thành smart này, object này, chuyển văn bản thành sharp này, chuyển văn bản thành pixel này, chuyển văn bản thành cái này thì sẽ thành patch. Đây, chúng ta xem nhé, smart object nhé, thì chuột phải này thì vẫn có một cái lệnh gì đây nhỉ, convert to smart object nhé. Đây là thao tác bằng chuột phải ở trong layer. Còn nếu mà chính thức ở trong này có không, không có lệnh ở trong này, cái này nó thuộc về layer rồi cho nên là các bạn sẽ không thấy. Nhưng mà trong này có này, convert to sharp này nhé, rasterize layer này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là có cái tùy chọn này tương ứng với bên này. Đây, chuột phải này, đây convert to sharp nha, gradual path nha, rasterize. Đây, đây smart object thì chúng ta vào đây, chúng ta chọn lệnh convert to smart object sharp, thằng này không còn là cái biểu tượng chữ T nữa và biến đổi sang thành cái dấu hiệu smart này, sharp này nha. Đây sharp này, sharp thì chúng ta chọn lệnh gì đây ạ, convert to sharp. Đấy thì nó sang thành sharp, thành pixel nhá. Pixel thì đơn giản là gì đây ạ, rasterize đó, như thế này, hoặc là gì đây ạ, đây rasterize cũng tương tự. Path thì không phải là chuyển mà thực ra là tạo, đúng không, tạo path. Đây đây, đây này, grip word path. Đấy thì nó sẽ tạo ra gì nhỉ, tạo ra cái path bao xung quanh, tức là nó không ảnh hưởng gì cả, riêng cái lệnh này thì không ảnh hưởng gì hết, chữ vẫn là chữ, nó chỉ tạo ra thêm cái gì đấy ạ, nó tạo ra thêm cái path giống như chữ thôi. Đấy, còn dùng tiếp như thế nào thì tùy chúng ta. Thế nhưng mà ở đây thì các bạn cũng nhớ là cái gì đã grip hay là convert thì đấy, convert đã sử dụng lệnh convert rồi thì không bao giờ có thể convert được thành text nữa. Đấy, chuyển sang sharp rồi chịu, chuyển sang smart object rồi cũng chịu, chuyển sang thành điểm ảnh rồi cũng chịu, chuyển là chuyển một hơi thì thôi chứ không có cái chuyện mà undo lại được nữa, không có cái lệnh nào để biến ngược lại được. Undo thì được nhé, trong lúc mà vẫn còn có thể undo thì vẫn undo được, nhưng mà còn lệnh để mà convert thì không có. Đấy, thế nhưng mà nó có một cái khá đặc biệt là đây, đây nó có một cái lệnh khá đặc biệt thì cái này thì phải là cái phiên bản nó bắt đầu hỗ trợ 3D rồi nhé, thì các bạn có thể chọn cái lệnh extrude to 3D. Đấy, sau khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ cho phép là chúng ta tạo ra một cái văn bản dạng mô phỏng 3D. Would not complete extrude because a program error, và lỗi à. Nào thử xem nha, lỗi
Yes nha. Đây, bây giờ chúng ta đang có một cái văn bản 3D đây. Ở trong này nó có mấy cái hiệu chỉnh này. Chụp. Nhắc lên này. Dịch sang trái sang phải này. Tiến về phía trước này, lùi về phía sau này. Tùy từng chụp nhá. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta đặt vào ở trong cái mức độ gọi là quay thế này, cũng cho phép chúng ta quay đấy, văn bản đấy. Ở đây nó có hỗ trợ một vài cái. Dịch chuyển gần xa vâng, thì có mấy cái hỗ trợ như thế này để cho chúng ta có thể làm việc một cách đơn giản với lại mấy cái văn bản giả lập 3D như thế này. Tuy nhiên là khả năng làm việc của nó cũng không được mạnh lắm giống như là kiểu mà chúng ta làm việc với lại trong môi trường Illustrator đâu. Illustrator nó làm rõ ràng hơn rất là nhiều. Cái này thì khá là khó. Nếu mà trong này thì đã dính dáng cái thằng 3D thì nó sẽ gọi ra khá nhiều thứ linh tinh ở trong cái môi trường này. Bây giờ mà mình không muốn đấy nữa là mình phải tắt bớt nó đi thì nó mới đỡ rối này. Đây này 3D này, show cái gì này, loạt thứ bây giờ phải tắt bớt đi. Đấy, thì lúc này nó sẽ chuyển về cái môi trường thông thường của cái thằng thằng shop thôi. Thế còn trong môi trường bình thường nhé. Đây, bây giờ chúng ta lại xem một tí cái này. Đây, chúng ta còn có một cái thứ nữa là cái Take Rock này. Tây quát thì nó như thế này. Tây quát là cái tính năng này, tức là biến đổi, nó tương tự như là cái tính năng envelope distort ở bên bên Illustrator. Đấy, bên này nó gọi là Take Wrap. Một cái văn bản sau khi mà chúng ta gõ xong, chúng ta có thể làm biến đổi nó bằng cách là chọn layer này, bấm vào công cụ này, nhưng không cần bôi đen gì cả nhé. Sau đó thì bấm vào cái biểu tượng Take Wrap ở trên này. Đấy,
nó sẽ mở ra hộp thoại. TechWrap cung cấp những cái phương pháp làm biến đổi bóp méo tương tự như là Envelope Distort ở bên Illustrator đấy. Và sau khi chúng ta chọn thì nó cũng tạo ra một cái khuôn, nó cũng bắt cái chữ của chúng ta nó biến dạng theo cái kiểu của cái Envelope Distort ở bên Photoshop, à bên Illustrator. Với cái Bands này thì là kiểu tham số biến dạng, chiều biến dạng đó. Thế còn cái Horizontal Distort thì là gì đấy ạ? Biến dạng gì đấy ạ? Đầu bên trái, đầu bên phải đó. Cái này là biến dạng gì đấy ạ? Đỉnh chữ và chân chữ đấy. Thì chúng ta sẽ có các cái kiểu như này sau khi mà áp dụng thì chúng ta nhập OK. Và đặc biệt là sau khi mà văn bản đã được TechWrap thì cái biểu tượng nó cũng đặc biệt hơn, nó cũng giống như là cái biểu tượng ở phía trên này, tức là cái chữ T xiên xiên xẹo xẹo ở trên một cái đường dẫn cong cong. À, đến đây rồi thì văn bản có còn là văn bản không? Vẫn nhé, tôi vẫn có thể bôi đen, tôi vẫn có thể sửa nội dung, tôi vẫn có thể làm đủ thứ cho này được, như là một cái thay chữ văn bản bằng chữ này đó. Đấy, tôi vẫn hoàn toàn tôi vẫn có thể sửa được nội dung đấy. Và giả nó về trạng thái bình thường thì sao? Thì cũng chọn gì đấy ạ, chọn layer này, bấm chọn vào công cụ text này, bấm vào biểu tượng này này, giả nó về 5 nhé, thì chữ lại giả được về cái trạng thái bình thường. Chữ dọc cũng dùng cái này, chữ ngang cũng dùng cái này, hai cái đều dùng cái này cả. Đấy, thực ra thì văn bản ở trong Shop thì nó cũng không có gì phức tạp lắm, còn ít thứ hơn là Illustrator. Đấy, về căn bản thì các bạn hoàn toàn có thể phát nguyên cái kiến thức mà chúng ta đã từng làm ở bên Illustrator sang bên này là hiệu chỉnh được. Đấy, chỉ có điều là cái thứ mà chúng ta gọi là Envelope Distort ở bên Illustrator thì bên này nó gọi hơi khác một tí, nó gọi là TechWrap. Còn cái mà bên kia không có là cái này thôi này, là cái vùng chọn thôi. Đấy, thì như vậy chúng ta cũng đã làm quen thêm cái cách làm việc với text ở bên Photoshop. Thế còn là ngoài cái việc mà chúng ta nhấp chuột để chúng ta vẽ ra một cái hộp chữ thì bên này mình cũng có thể là tạo ra các hộp chữ đặc biệt bằng cách là các bạn sử dụng các cái gì nhỉ, sử dụng các cái sharp đó. Đấy, sau khi vẽ ra các cái sharp rồi thì các bạn sẽ biến nó ra thành gì nhỉ, biến nó ra thành hộp chữ. Đây, đây là hình ở bên ngoài nhá, đặt vào bên trong khi nào mà nó thành cái dấu nháy và cái đường đứt đoạn bao tròn như thế này, bấm vào đây thì lúc này nó nhận cái này thành ra hộp chữ. Đấy, và sau khi mà nó thành hộp chữ thì đây, chữ nghĩa thì nó chui và nó nằm trong hình như thế này. Phát cũng được nhá, phát thì nó sẽ không có gì nhỉ, không có nền. Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng là sharp thì nó sẽ có nền sẵn. Này, phát ở đây, vẽ ra thôi, đặt trò chuột vào, đấy, kích. Nhập văn bản xong thì chúng ta sẽ có gì nhỉ, chữ nó nằm ở trong cái hộp như thế. Thế còn là thằng này nó còn có thêm một cái hỗ trợ nữa, ở các phiên bản mới thì nó sẽ có thêm một cái là coi nhỉ, coi mẹ. Đây, page lorem ipsum, tức là cái dạng gọi là văn bản tự chỗ ấy. Thì chúng ta có thể là xử lý như này, nhấp chuột này, vẽ này, đừng làm gì cả, vẫn để nguyên như này, vào menu type
cho menu tile này thì các bạn sẽ có một cái lệnh gọi là page lorem ipsum, thì nó sẽ dán cái nội dung chữ vào đây như thế này. Không có nghĩa gì đâu, nó chỉ đơn giản là chữ để tạo thành một hộp chữ để chúng ta sắp xếp bố cục thôi. Đấy, thì thằng Illustrator CC thì bắt đầu nó cũng mới hỗ trợ cái này. Trước đấy là CS là chúng ta không có khả năng này đâu. Đấy, thì về text thì chỉ có từng đấy thứ thôi để các bạn lưu ý mấy cái đó.